Thưa quý vị, đồng hành cùng cuộc thi là những chuyên gia, những tập đoàn công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước. Sát sao hơn cùng với các bạn nhỏ là đội ngũ cộng tác viên vô cùng tâm huyết khi các bạn là những sinh viên đang theo học cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và khoa học tự nhiên. Và ngày hôm nay, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những bạn cộng tác viên vô cùng tiềm năng, vô cùng nhiệt huyết đó khi bạn là một trong những người đã tiên phong mang công nghệ nano vào sản phẩm nước hoa do chính mình tạo ra. Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo. Hành trình mà từ một sinh viên kỹ thuật hóa học cho đến một nhà khởi nghiệp và một hãng nước hoa của riêng mình, hành trình này Cường cảm thấy tự hào nhất về điều gì? Dạ, em cảm thấy tự hào nhất khi em là sinh viên dưới mái trường Bách Khoa, bởi vì em có thể áp dụng được những kiến thức mà em đã từng được học trong cái nhà trường, ví dụ như là hóa hữu cơ, xong rồi những mạng về hương liệu hóa chất, để từ đó em có thể áp dụng được những kiến thức đó vào đời sống thực tiễn. Và cái mà em luôn tự hào là kể cả cái mạng khởi nghiệp và kinh doanh, các thầy cô vẫn luôn sẵn lòng ủng hộ em, bởi vì em cũng là một bạn sinh viên cũng chưa có nhiều trải nghiệm kinh nghiệm, nhưng mà các thầy cô luôn hướng dẫn em một cách rất là rõ ràng chi tiết để em có thể rút ra được kinh nghiệm và đỡ phải va vấp nhiều hơn trên con đường khởi nghiệp của em. Nhìn sơ qua cái menu về mùi nè, là Nhi cảm thấy rằng là có rất là nhiều những cái mùi thú vị, như là mùi của Đà Lạt hay là mùi trà nè, rồi sắp đến là có mùi, hồi nãy Cường có nói là mùi trong phòng thí nghiệm. Dạ, sắp tới là em sẽ ra một bộ sưu tập để kỷ niệm quá trình em học tại Bách Khoa, là những cái mùi hương đặc trưng của Bách Khoa, ví dụ như là mùi dầu mát của khoa cơ khí, mùi không khí tại Bách Khoa, mùi cây cỏ, với là mùi sách vở mới tại trong thư viện khi mà mình đang ngồi học. À rồi, một cái bộ sưu tập nó cũng khá là lạ. Ý tưởng này đến từ đâu ạ? Dạ, ý tưởng này tới được từ quá trình mà 4 năm em học tại Bách Khoa thì em cũng lưu giữ khá là nhiều kỷ niệm, nên là em cũng muốn đóng gói những cái kỷ niệm đó thành những mùi hương để có thể tiếp cận với các bạn sinh viên Bách Khoa nói riêng cũng như là người dân Việt Nam nói chung. Nói về câu chuyện về công nghệ đi, em ứng dụng những công nghệ nào vào cái chai nước hoa của mình? Dạ, như em có đề cập là em ứng dụng công nghệ nhuộm nano vô sản phẩm nước hoa nhuộm nano ở bên em. Thì về nhuộm nano, mình có thể hiểu đơn giản là em sẽ làm giảm tối đa cái lượng cồn đi từ 90% còn có 50% thôi, và em thay nó bằng nước cấp. Và cái mục đích của việc đó là sẽ làm cho một cái mùi hương nó sẽ lưu hương lâu hơn, nó sẽ không có bị mùi cồn và nó cũng không gây rắc da khô da, và đặc biệt là mình có thể xịt vào nhiều vùng da của cơ thể. Nhưng mà bản thân của em là một người bị dị ứng với cồn, và khi mà em xịt nước hoa lên người em sẽ bị dị ứng đỏ rát, và ngửi nước hoa trực tiếp thì sẽ bị gây viêm xoang. Bởi vì chính từ những cái nỗi đau của bản thân em về sản phẩm là nước hoa có cồn, xong rồi em mới tìm hiểu ở trên thị trường là có dòng nước hoa gốc nước, nhưng mà nó bị một cái tình trạng là dung dịch nó bị đục, kiểu như là sữa tắm luôn, nó sẽ gây mất thiện cảm cho người dùng. Nên là em mới bắt đầu em tìm tòi, em nghiên cứu về những cái bài báo đầu tiên là nano based perfume, rồi em cũng test liên tục để sản phẩm nó càng tốt hơn về dung môi. Sau khi mà dung môi nano nó cải thiện dần ổn định rồi thì em cũng bắt đầu nghiên cứu về hương thơm, để làm sao cho cả hai cái là vừa hương thơm vừa dung môi nó phải hoàn thiện nhất để sản phẩm hoàn chỉnh tới tay khách hàng. Đôi khi thì cũng mọi người cũng sẽ nghĩ là những bạn mà học về ngành khoa học á thì đôi khi sẽ thô cứng, là vì lúc nào cũng sẽ theo khuôn khổ và công thức hết. Vậy thì khi mà mình khởi nghiệp với một cái mảng mà phải đầu tư nhiều hơn về phong cách, về cảm hứng, thì Cường làm sao để mình bắt đầu vào một cái lĩnh vực khá là thách thức như vậy? Đây cũng là một câu hỏi hay. Thì với những trải nghiệm của em thì em sẽ thường là thách thức bản thân đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm sống, nhiều vốn sống hơn, để em có thể lên những cái mood board phát thảo những ý tưởng, và từ những công thức hương, từ những mùi hương, từ những chất hóa học đó để có thể vẽ ra một cái bức tranh đúng với một concept mà em đề ra nhất, để có thể đáp ứng được đầu tiên là nhu cầu của khách hàng, và cái thứ hai là khách hàng cũng có thể hiểu được từng ý nghĩa mùi hương mà em làm ra. Có cái feedback nào, có cái đánh giá nào từ phía những người dùng đầu tiên khiến cho em cảm thấy nhớ đời cho tới hiện tại? Có một chị khách hàng gần đây chị đánh giá với em là mùi hương của em dễ chịu, không khác mùi cồn, và nó lưu hương lâu ở trên da của chị rất là thích, và chị cũng muốn là
chị mua thêm một số sản phẩm ở bên em để có thể giới thiệu tới bạn bè đồng nghiệp của chị tại cơ quan. Sắp đến đây, ngoài nước hoa ra, Cường và team của mình có còn ý tưởng nào khác để mà mình có thể ứng dụng được tất cả những cái trải nghiệm cũng như là cái kiến thức của mình không? Dạ có. Hiện tại là bây giờ team của em cũng lập ra một nhánh riêng là Nanomoss để có thể ứng dụng công nghệ nano cũng như là những cái công thức về phối hương để tạo ra một dòng thuốc diệt côn trùng. Dùng ứng dụng công nghệ nano để có thể đuổi muỗi nhiều hơn và nó cũng ít độc cho người tiêu dùng, bởi vì hiện tại những cái sản phẩm mà thuốc diệt côn trùng ở trên thị trường thì mùi nó cũng bị hơi bị khó chịu cho người tiêu dùng và nó cũng gây hiệu ứng chóng mặt với bản thân của em, nên là em cũng mong muốn giữa em và nhà đầu tư cũng như là team của em có thể tạo ra được một dòng sản phẩm do người Việt làm ra và chất lượng đạt chuẩn để có thể đuổi muỗi.